Thế vì bỏ ra vài trăm đến tiền triệu để mua những máy xay đắt đỏ, thì ngay từ bây giờ các bạn có thể sở hữu máy xay đa năng cầm tay chỉ với giá 100k. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem khả năng xay của em máy này nhé. Đầu tiên sẽ là với đá viên. Video này hơi dài nên các bạn nhớ xem hết nha, để xem cái máy xay này có xay được đá không. Thì các bạn nhìn này, chỉ vài lần nhấn thôi là đá đã bị xay viễn rồi, bất ngờ thật sự. Bây giờ mình sẽ xay thịt. Vì thịt rất dai nên mọi người nhớ cắt nhỏ trước khi xay nhé, để xem máy này nó có xay được nhuyễn thịt không. Chỉ có vài giây thôi là thịt đã nhuyễn ra rồi, rất tiện lợi cho gia đình nào có ông bà hoặc trẻ nhỏ cần ăn những món xay mềm. Bây giờ mình sẽ làm món xay sinh tố. Giờ thì đến lượt thử xay sinh tố xem nào. Mình sẽ cho xoài vào trước, rồi cho thêm ít sữa tươi vào cho ngon. Đấy, chưa đến 3 giây mà máy đã xay nhuyễn luôn rồi, có ngay một ly sinh tố thơm ngon. Giờ cứ ở nhà cũng có sinh tố uống, cần gì phải đi đâu. Thử thách cuối xay tỏi ớt xem nào, xem có xay được không. Thì cũng chỉ 3 giây là tỏi ớt được xay nhuyễn luôn rồi. Team ăn gì cũng phải chấm tí cay cay thì điểm danh dưới comment nhé. Quá phù hợp cho team chị em nội trợ rồi. Không biết có món gì mà máy xay đa năng này không xay được không nhỉ? Đây là máy xay đa năng mini Osaka với công suất 350W, nhỏ gọn tiện lợi. Phần cối xay được làm bằng nhựa cao cấp chống va đập, lưỡi xay 2 tầng tác động kép giúp xay thực phẩm nhanh hơn, với chế độ tự ngắt chống quá tải, đảm bảo an toàn cho máy khi chúng ta vô tình sử dụng quá công suất của máy. Một điểm mình thích nhất là máy vệ sinh rất dễ dàng, chỉ cần rửa sạch cối và lưỡi xay là xong. Chỉ 100k cho một em máy xay đa năng cầm tay nhỏ gọn tiện lợi. Đây là một món đồ cần thiết cho gia đình nhà bạn. Thông tin mình để ngay dưới tờ hàng bên dưới nhé. Ông bố xin đôi review. Dùng sao? Nói vậy.